Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog nhé. Hôm nay mình cùng người yêu kho gì ếch kho sả, ô nhái kho sả. Nó nhái kho sả các bạn, đây nhé. Ô ếch nhái cũng không biết nữa. Nhái gì ếch kệ, ếch bự nhái nhỏ này. Này ếch đi. Này sả bây giờ mình đang sắc sả các bạn. Mình đây để ướp. Đây các bạn. Ướp ướp thôi. Rồi mới ướp luôn hả? Lấy bột ngọt có đường và muối hũ xà bá luôn. Ớt nè. Ớt bỏ sả cái này. Rồi gì nữa? Trộn lên. Ủa, muối chưa? Muối chưa. À. Chút mình thêm miếng muối nè, thêm miếng muối nè. Ừ. Ít rồi, nhưng nhiều tầng có nước mắm rồi. Rồi xong. Anh quay sắc xả, anh quay xả nha, anh sắc xả nha. Nước màu. Nước màu, còn không? Còn hũ sao mới nằm dưới. Ừ. Kệ đi. Cũng sắp hết là dục rồi. Nhớ mùi nước màu nha. Ừ. Mùi nước màu mà đúng mùi này. Có loại mùi nước màu dừa á, vuông á, thơm lắm. Hủ với chan có mùi dầu dừa vậy đó. Vậy đó hả? Có này có ăn hủ nước mùi kiểu à. Có mùi được rồi. Thằng lỏng phải này thắng. Ừ. Thắng dầu với đường ra nước màu à. Ừ. Quên luôn. Thì thắng được mà. Biết không? Biết. Lại đi không? Sao bây giờ sao ha? Ừ. Đây là anh sắc cho em nè. Thôi em nấu đi anh nấu ấy. Ừ, anh sắc vậy đi em. Nó cơm đi. Biết không? Vàng mới hết phá rồi. Rồi màu gì vậy? Rồi tóc hành, tóc đỏ mà. Xong. Bỏ thêm nha. Nhanh vậy? Thêm nữa. Thêm rồi, nhiều quá ăn không có ngon, con không cho nó mẹ. Anh thích nhiều mà. Rồi hết luôn cũng được anh. Chứ anh sắc thêm bỏ thêm. Nhiều rồi, chấm rau nữa. Thấy không? Ít quá à. Nó xả nhiều mới ngon. Ít đâu. Rồi hơi tì em à. Chút xả nhiều sao chấm rau được. Ừ. Rồi, bây giờ lật ra chấm nha. Khi ăn cái chấm nó có ngon làm gì. Tất cả rồi anh xả, anh sắp đi một cái đó chứ hả? Anh có ăn xả nhiều. Trời ơi, tới giờ con làm ra mình ăn không hiểu nổi luôn á. Con xả mà. Không có được, không có công tác mà chỗ thì chắc cao. Con. Cậu thích chưa con chấm cao như có thở mình đó. Xả ăn con già đó, xả không luôn. Không đấy à? Ăn mà đúng đấy. Thì rồi,
được. Phèn nói là phèn. Xả nhái phải đều chứ. Nào. Nhái không chờ không á. Đó, mình thấy nhái. À thấy nhái, nhái vô chờ thấy không? Xả không nè. Nhẹ nhái vô chờ nè, mày ngón màn hình nè, vô chờ nè. Nữa, để nữa mà anh. Cắt nè. Đây là đi làm em ăn. Ừ. Mua kem xào lụa ăn nữa đi. Mua cái xào lụa. Ừ, cái xào lụa, ờ. Không cho ăn hết chưa nha. Em quên tiếp nè. Hai điện giờ bắt không cho thôi. Cái kho xả là đã ít quá, không có giấc xả ra đâu mày. Giấc xả bỏ vô cơm ăn hết sảy. Đây ngay rồi. Đó, nó lên màu đó. Cà rô nè, âm thanh nhỏ rồi nha em. Chạy mấy cao bắp lại nó mau. Bây giờ này sao bắp được? Bắp này không thua, quên nữa. Sao bắp được đâu? Không bắp được, không thua. Sao bắp được mới thua? Thì cái màu mày, thấy nó không đủ màu vàng lại coi. Miếng có hành không mày? Có hành chi? Thì khỏi hả? Khỏi ở bên lạnh mà học chi. Đâu có khỏi luôn. Ừ. Sẽ dở phần không rồi. Vàng đẹp rồi. Ok rồi. Cái bánh này bé. Chị đó anh, chị đó ha. Này nó có hành bỏ vô. Hả? Ừ rồi. Chị sáng ha. Hay mai biết em chơi nhiêu chơi. Thôi. Vậy ok rồi. Chính là được rồi. Rồi rồi cái cơ. Bỏ bỏ. Bỏ bỏ thêm miếng chị nhìn sáng không anh? Tiêu. Cho thơm. Rồi, kệ em ăn chơi miếng nữa. Nó không tốt gì, đứa nó chơi nó 200 rồi. Rồi xong. Ngon lành. Hết sảy.
Rồi. Chưa hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Mười Lóc. Để nó chơi vậy nè, để coi chứ em nè. Nó chơi đi, nó đi ra ngoài, nó đi trong. Chơi game còn bàn luận nữa nè. Ghê chưa? Nằm chơi game đã không? Sướng hay không? Em ơi. Em ơi, quên mất coi. Em vui vậy nè, em để đi lên khu này nha.